Hello, lại là mình Sò đây. Hôm nay thì mình sẽ lên cho các bạn một chiếc review siêu xịn sò luôn nha. Mình sẽ review một cái bản vẽ mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn đã thấy mình khoe trong những cái video clip trước rồi, hoặc là ở trên những cái bức hình mà mình share ở trên Facebook của mình. Đó chính là XP-Pen Astit 12 Gen 2 nha các bạn. Mình nhận được full một set này từ XP-Pen luôn nha. Và mình sẽ cùng nhau unbox nó với các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái desk pad size 90x45cm, khá là to luôn các bạn, kiểu trời ơi nó to lắm. Và nó hoàn toàn là bằng da nha. Và cái pad mà mình nhận được thì có hai màu, là màu xanh navy và cũng như là ở phía sau nó sẽ là màu cam tối một xíu. Nó có một cái đồ để mà mình có thể quấn siết chặt lại cái pad này để mà các bạn có thể di chuyển luôn á. Và rất là to nha. Tiếp theo là cái túi to te này. Cái túi to te này thì sẽ in hình những cái linh vật và cũng như là một số cái slogan của XP-Pen đó các bạn. Thì nó cũng là một cái túi to te bình thường thôi, nó khá là dày và cũng như là nó có thêm một cái ngăn phụ nhỏ ở phía trong nữa nè. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là nhân vật chính của chúng ta, cái bản vẽ XP-Pen của mình. Thì cái bản vẽ này thì được đóng gói rất là chắc chắn nha. Và ở bên những cái góc của nó thì có những cái bo góc nè để mà tránh va đập với các bạn, rất là cứng cáp và chắc chắn nha. Rồi đây nhân vật chính, mở cái hộp của mình ra nha. Lúc nào đọc hộp bản vẽ cũng kiểu mình không có một cái góc quay nào to hơn để các bạn có thể nhìn thấy cái hộp nó bự như thế nào các bạn. Unbox, kéo cái miếng siêu ra, lúc nào cũng vậy, cái việc kéo miếng siêu ra cũng rất vui. Đây cái bản vẽ của mình, Astit 12 Pen Display Gen 2 nha các bạn. Mới đầu khi mà các bạn mở lên thì các bạn sẽ thấy một cái miếng đen, cái miếng này là chống sốc nha các bạn. Sau đó thì sẽ là cái bản vẽ của mình, khá là to và cũng được bọc nhựa vào hết rồi. Cái bản của mình thì nó là màu xanh nha các bạn. Nếu mà các bạn không thích màu xanh thì các bạn có thể lựa những cái màu khác, ví dụ như là màu đen, màu xanh lá, xanh dương và màu hồng nha. Những cái màu này thì nó sẽ theo hướng pastel các bạn, cho nên là nó sẽ rất là dễ xài luôn. Cái màu này mình thấy là nó cũng không có bị sến quá các bạn, và nó đa dạng màu cho mình chọn. Mình sẽ lấy từng món đồ ra và sẽ cho các bạn xem chi tiết hơn ha. Tại vì thiệt ra mà nói thì trong cái đống này nó nhiều đồ lắm. Đầu tiên mình sẽ có bút nè, tiếp theo đó là bao tay hay là găng tay đó. Mình sẽ có những cái dây kết nối, một cái khăn lau và cũng như là sách hướng dẫn sử dụng. Bên cạnh đó thì có một cái đồ gỡ bút nữa nha các bạn, bé tí thôi, và ngòi bút nữa. Và nhân vật chính bản vẽ màn hình của mình khá là to, nó to đến 19 inch lận nha các bạn, ý là cái màn hình thôi á. Và hai cổng kết nối riêng của nó, các bạn có thể sử dụng một trong hai cổng này, một là cổng Type-C và một là cổng 3 trong 1. Ta sẽ bóc siêu của cái phần bề mặt bản vẽ, khá là nặng tay luôn á các bạn, cái bản vẽ này cầm nó khá là đầm tay. Mình sẽ có một cái bề mặt các cái nút shortcut key bằng nhựa nha các bạn, và bao quanh viền thì cũng sẽ là bằng nhựa. Và cái bản vẽ này thì nó khá là vuông vức, tuy nhiên là cái bo góc của nó thì làm khá là sắc nét đó các bạn. Mình sẽ có một cái nút để mà khi mà các bạn, nếu mà các bạn không có xài cái nút nào thì các bạn sẽ đậy lại cái cổng đó. Đây thì cái sản phẩm này thì đang có giá là 6 triệu và đang được sale ở trên trang chủ của XP-Pen nha các bạn. Tại vì bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 16 tháng 9 là cái tháng tri ân khách hàng của XP-Pen, và họ đang có sự kiện sale ưu đãi rất là lớn. Cho nên là nếu như mà bạn nào muốn mua sản phẩm thì hãy tranh thủ nha. Và bên cạnh đó thì mình có một cái mã code dành cho những cái bạn người xem của mình mà hãng gửi tặng, các bạn có thể xuống comment để mà các bạn đọc rõ và chi tiết hơn về cái mã code này ha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ review về cái cây bút của XP-Pen nha. Cái cây bút này thì hoàn toàn là bằng nhựa luôn, và nó không có cái phần, không có phần da mềm nào hoặc còn nhựa mềm nào ở trên cái bút cả. Và lực nhấn của nó thì là khoảng 8000 nha các bạn, và nó có cảm ứng nghiêng nữa, có nghĩa là các bạn nghiêng khoảng 60 độ thì nó vẫn cảm ứng được và nó sẽ bắt nét theo. Dành cho những bạn nào mà thích xài mấy cái cọ vuông á chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng, và cái này khá là hay. Và cái đầu bút này thì theo mình thấy là nó nhỏ hơn những cái đầu bút khác mà mình đã sử dụng nha, khá là nhỏ luôn á. Bút thì cũng sẽ có hai cái nút nhấn ở trên thân bút, cũng bình thường thôi, những cái loại bút khác mình xài thì cũng có. Rồi cái màn hình này là một cái nó khá là đặc biệt nha, nó khá là nhám và nó tạo cho mình cái cảm giác thoải mái, kiểu như là mình đang xài trên một cái tờ giấy, đang vẽ trên một cái tờ giấy thiệt vậy các bạn. Không biết sao nhưng mà khi mà mình vẽ thì mình cảm giác nó như vậy, nó không có phải là bị kiến quá các bạn, nó không có phải là dạng kính luôn á, là có cảm giác hơi nhám nhám. Và cái cảm giác này thì làm cho mình cảm giác là mình vẽ nó thật hơn và nó thích hơn. Bên cạnh đó thì khi mà các bạn đeo cái bao tay này vào thì cái bao tay sẽ giúp cho các bạn thao tác nó dễ dàng hơn và cũng như là nó mượt mà hơn nha. Tiếp theo mình sẽ có một cái cáp để mà nối dài ra nha. Nếu như mà các bạn kết nối với lại máy tính hoặc là kết nối với lại một cái gì đó mà nó hơi xa một xíu thì các bạn có thể sử dụng cái cổng nối dài này để mà các bạn kết nối cho nó tiện nha các bạn. Cổng 3 trong 1, và mình đang xài cái cổng này. Thì đầu tiên thì nó sẽ có một cái cổng hình ảnh HDMI, tiếp theo đó là hai cổng USB, một cổng là cổng cảm ứng và một cổng là cổng hình. Và cái cổng Type-C là cái cổng mà mình sẽ kết nối vào trong cái bản vẽ của mình nha các bạn. Cả
cả hai cái nút đều kết nối được nha. Đó là một số cái nút ở trên cái bản vẽ màn hình. Thì cái nút ở trên cái màn hình á, là một nút á, là nút bật tắt, và cũng như là hai cái nút còn lại, nút cộng trừ á, thì sẽ là cái nút tăng và giảm độ sáng màn hình nha các bạn. Thì các bạn có thể điều chỉnh cái độ sáng màn hình này tùy thuộc theo cái mắt nhìn của các bạn. Tiếp theo là một cái quyển hướng dẫn sử dụng thì phải. Mình không có đọc cái này tại vì mình thường hay là mình mò hoặc mình sẽ coi video review ở trên mạng nhiều hơn. Tiếp theo thì mình được hãng gửi thêm một cái dây này thì là cái dây Type-C, có nghĩa là nó kết nối cổng Type-C giữa bản vẽ và cũng như là một cái thiết bị nào đó Type-C khác. Ví dụ như là laptop của các bạn có cổng Type-C nè, ví dụ như là bút này, hoặc là những cái điện thoại khác mà nó sử dụng cổng Type-C cũng được. Và điện thoại của mình thì không có cổng Type-C cho nên là mình không có sử dụng cái cổng này. Và mình sẽ để một số những cái thiết bị mà có cổng Type-C và bản vẽ này hỗ trợ cho các bạn xem ở trên cái màn hình ha. Tiếp theo thì mình sẽ cùng các bạn set up một số cái pen setting và cũng như là shortcut key ở trên cái phần driver của cái bản vẽ của mình ha. Thì hai cái nút bấm thì các bạn có thể, một là các bạn sử dụng cái phím tắt cơ bản, hoặc là các bạn có thể custom nó thành một cái phím tắt nào đó cũng được. Ở đây thì chúng ta sẽ có 8 cái phím tắt và các bạn có thể custom những cái phím tắt này theo cái cách mà bạn muốn ha. Ở đây thì mình đang custom những cái phím tắt dành cho cái phần mềm là Leap Studio Pen. Và sau khi mà các bạn setting xong thì các bạn hãy nhớ là nhấn nút OK nha, nó ở bên tay trái chứ không phải ở bên tay phải như bình thường ha. Thì nhớ phần này xíu, hôm bữa mình quên OK xong mà cái nó sẽ không có lưu cho mình á. Bên cạnh đó thì nếu mà bạn nào mà sợ mà có mất hay là quên lưu thì các bạn có thể export cái những cái gì mà các bạn đã tùy chỉnh ra và các bạn lưu lại, sau này thì chỉ cần inbox vô thôi thì nó sẽ tự nhớ lại ha. OK, thì bây giờ mình test thử nè một số cái nút bấm và shortcut key mà mình đã setting, mình đã cài thử và cũng như là test xem cái lực nhấn của bút như thế nào vân vân. Rồi OK, bây giờ thì mình đã vẽ và cũng như là đã test một số những cái thứ mà ở trên bản vẽ rồi. Và một thứ mà mình nghĩ là khá là quan trọng với các bạn chính là cái màu sắc của bản vẽ này như thế nào. Cái bản vẽ này thì hiển thị là Full HD nha các bạn. Và cái màu thì theo mình thấy là nó sẽ hơi thiên về vàng một chút. Dĩ nhiên thì khi mà hiển thị thì một số cái loại màn hình nó sẽ, một là nó sẽ thiên về hướng ám vàng, hoặc là hai thì nó sẽ thiên về ám xanh. Còn về cái độ sáng thì các bạn có thể tùy chỉnh nha. Ở đây màn hình của mình đang chỉnh là mắt sáng nha các bạn. Mình đã kể cho các bạn nghe về tất cả mọi thứ rồi. Tuy nhiên là chưa có nhiều cái trải nghiệm nhiều ở trên cái bản vẽ này nhưng mà mình sẽ update thêm cho các bạn ở những cái video sau của mình ha. Và các bạn có thể thấy là nói chung là với mình thì một cái bản vẽ mà nó cao cấp rồi thì thật sự ra là không có gì mà phải gọi là lo lắng hoặc băn khoăn quá nhiều. Cái băn khoăn duy nhất là nó giá khá cao. Tuy nhiên thì bây giờ thì nếu mà bạn nào mà muốn mua thì nó đang giảm giá, cho nên là các bạn hãy tranh thủ. Thì video hôm nay của mình thì mình chỉ đến đây thôi và mình sẽ hẹp lại các bạn vào những cái video tiếp theo của mình nha. Và cũng như là những cái video update nếu như mà cái bản vẽ này nó có vấn đề gì đó mình không biết maybe. Tuy nhiên là mình sẽ update sau nếu như mà có gì đó trục trặc ha. OK, bye bye mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.